có 143 tỷ. Cái này thì là đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, đây cũng một khoản rất là to đúng không, 1.180 tỷ, cũng là cái tiền gửi nhưng mà kỳ hạn là trên 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 3 tháng. Đây, cái này thì có thể chú thích thì đấy, bên xét đi cho nó chú thích chắc là sẽ rõ hơn đúng không? Rồi đây rồi, đầu tư trong ngày đáo hạn đây chính là khoản tiền gửi đúng không? Rồi, từ 3 đến 12 tháng. 1.180. Rồi, như vậy là không biết là chắc là cũng phải đến gần 20%. Rồi, như vậy là 18,9. Rồi, 19%. Rồi. Ở dưới này thì chúng ta sẽ có hai mấy món đây, phải thu khách hàng đúng không? Tiền nhá, là chúng ta sẽ có phải thu. Phải thu ở đây thì có hai phải thu lớn đúng không? 1.000 dưới xem nào. Phải thu đúng rồi, một là phải thu từ công ty mua bán điện đúng không, còn cái cho bên Quỹ Bảo Việt đây thì bảo nợ xấu rồi, là phải thu về cho vay đúng không. Ở đây thì chính là các khoản trả cả vay ngắn hạn hay dài hạn là đều cho EVN là Genco 2 vay đúng không? Cao đúng không? Rồi ra cũng là tiền thôi, phải thu thôi rồi, cứ ghi nhận tất tất cả phải thu đi. Đó. 63% là phải thu hàng tồn kho đúng không, khá ít tồn kho, chắc là chủ yếu là than hay là một số các cái nguyên vật liệu để cải tạo sửa chữa đúng không, nâng cấp nhà máy. Trên 36 tỷ khá ít, phải thu nội bộ dài hạn đúng không? Để cho vay dạng đây cũng là cái khoản liên quan đến cho vay đây. Rồi, nếu mà cần thì có thể tách hai này ra. Đúng không? Nên là phải thu cho vay. Dưới này thì còn 210 tỷ. Rồi, như vậy là cái phải thu này ấy, thì có thể thanh toán là dễ, khá dễ dàng, tức là mỗi lần mà phản lại trả có tiền mặt đấy thì là sẽ bù trừ ngang với cái tiền cho vay nếu cần thiết, không lo ngại và không đòi tiền. Thế còn ở đây thì tài sản cố định đúng không, thì thấy là nhà máy là 13.400 tỷ, trong khi khấu hao thì là đã hết đến 13.100, vậy hai còn lại 285. Thế thì cái 285 này thì chắc chủ yếu là ở cái tiền 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 những lần mà sửa chữa gần đây đúng không? Khấu hao, chứ còn thực ra nhà máy như thế này bản chất là hết hết khấu hao rồi. Đó. Cũng khá ok về cái khoản này. Rồi. Grid. Đây, cũng đang xây dở đi đây, 54 tỷ. Con này xây xong thì chắc là sửa chữa thì đấy, xây xong thì cũng nhập vào tài sản cố định thôi, 54 tỷ. Cũng ít. Đó. Rồi. Rồi đây đầu tư tài chính dài hạn đây, đúng không? Những cái khoản này thì ta đã biết rồi. Một là đầu tư tất cả là đầu tư vào công ty điện, đúng không? Công ty liên doanh liên kết đây thì là 1.400 tỷ, thì chính là khoản đầu tư vào bên
Nhiệt điện Hải Phòng, còn đầu tư có 4 đơn vị khác này, trong đó khoản lớn nhất là đầu tư vào nhiệt điện Quảng Ninh đúng không? Khoảng hơn 800 tỷ, còn lại là món nhỏ. Phân tập đây khoảng 8 rất to rồi, đến tập 35% hết rồi. Rồi, chỗ này đến 99% rồi. Như vậy là cũng không có rủi ro về hàng tồn kho, cũng không có rủi ro về tài sản cố định. Khoản đầu tư này thì cũng gọi là đi ăn cổ tức thôi. Đúng không? Chỉ có mỗi nhiệt điện Quảng Ninh là khoản đầu tư lớn mà chưa chưa ok thôi. Chứ còn Hải Phòng thì cũng bắt đầu có lãi rồi. Còn tiền mặt thì nhiều rồi, 19% công ty, chưa kể là phải thu về cho vay. Như vậy là cộng này là thậm chí là còn đến gần hơn hơn 30. Công ty là đang rất là thì có tài chính khá tốt. Rồi, nguồn vốn đi. Đúng không? Muốn xem có những cái gì phải trả người bán đúng không? Xem là những cái gì tồn kho phải trả người bán 500 bao nhiêu tỷ đấy. Đây à, rồi rồi, phải trả người bán thì ở đây thì có chủ yếu là hai món thôi đúng không? Là thực ra là hai món đấy, thì một là tập đoàn than và hai là tổng ty Đông Bắc. Như vậy là hai ông này là đều liên quan đến than rồi đúng không? Tổng công ty Đông Bắc Long Quảng Ninh, như vậy là khả năng là cũng cũng là than rồi. Rồi, như vậy là cũng là than đúng không? Vậy là phải trả người bán ở đây của bên phải lại thì là cũng toàn là chủ yếu là than thôi đúng không? TKV rồi, vậy cũng khá dễ hiểu. 524 tỷ rồi, 7,5%. Vay các bó còn lại không có gì. Đây rồi, vay ngắn hạn, chỉ có vay dài không? Không có luôn. Như vậy là đến giờ phút này là chỉ có 500, tất cả chỉ có nợ có 530 tỷ thôi. Khá bê đúng không? Phải trả cái bán và vay là chỉ có đâu 15%. Như vậy chắc là còn 4 chục. 5, 6, 8, 2. Rồi, như vậy là khá 96% rồi. Như vậy là cũng hầu như không vay, tài chính cực mạnh. Còn đây thì là này, một gửi dòng ở đây là rồi, như vậy là công ty vẫn đang dư một lượng tiền là 793 tỷ. Nếu mà lấy tiền gửi mà trừ đi vay đúng không, còn dư 1%, vậy là khá mạnh. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy cái số lượng cổ phiếu lưu hành của công ty để tính được vốn điều lệ nhé, 320 triệu đúng không? 306. Trừ cổ quỹ đúng không? Là 3206 đúng không? Vậy là đây khoảng 3.000 tỷ. Rồi, như vậy chúng ta bây giờ sẽ đến từ kết quả kinh doanh xem như nào nhỉ? Có những cái gì đặc biệt xem nào. Rồi,
Doanh thu cả năm đây đúng không? 7.000 gì? Cái này thì tuyệt vời rồi. Doanh thu tuần 7.000. Giá vốn đúng không? 5936 rồi. 80 3%, vậy khá khá cao. Rồi. Gộp đi. Wow, nó gộp đơn giản là bán trừ mua thôi. 10 16 đúng không? Đó, thử so sánh cái cùng kỳ năm ngoái em như nào. Rồi, năm ngoái doanh thu thì thấp hơn. Giờ giá vốn xem như nào nhé. 7, rồi, như vậy là năm 28 này là không những doanh thu cao hơn mà lãi chưa bao giờ bị doanh thu tốt hơn, lãi doanh thu là tận 16%, trong khi năm ngoái chỉ có 12,7%, năm nay tận 16,6%, như vậy là cũng gần khoảng 3,9%, rất tốt. Trên 1.000 tỷ là lãi thêm được 39 tỷ. Vậy là ok. Đó. Vậy là có thể là một là giá biệt giá bán điện được cao, hai là cái giá vốn than nhập là bị thấp đi. Đó. Rồi, doanh thu là người chính rồi. Doanh thu tài chính 249 tỷ. Chắc chủ yếu gửi tiền. Rồi, họ ra vốn khá chi tiết. Đây là giữa giữa năm nhá, đúng không? Thì thông thường thì giữa năm, bởi mình muốn xem giữa năm bởi vì đây là phát xét, tức là kiểm tra vào. Các cái thông tin nó sẽ chi tiết hơn. Bên báo cáo tài chính tự lập thì thường là ngắn và ít thuyết minh. Rồi, chủ yếu là tiền gửi và cổ tức được chia thôi, đúng không? Không có gì. Cũng tạm tạm. Năm nay thì cái này phải ít. Chi phí tài chính. À, chi phí tài chính là còn âm. Như vậy chắc được hoàn nhập các khoản đầu tư ở mấy công ty điện kia đúng không? Trước là giá chắc là năm năm vừa rồi giá một số cái công ty điện cũng được hồi lại đúng không? Cho nên là chi phí bình thường là nó người ta ghi dương ở đây, nhưng mà đây là ghi âm, cho là âm của âm đúng không? Nhưng mà cộng thêm năm ngoái thì là âm này đúng không? Cũng khá ok, cái này được hưởng lợi thêm một chút từ chỗ này. Này có công ty lãi, công ty liên doanh liên kết đúng không, cái công ty HND như này không ghi vào đây. Short chúng ta thấy một cái đặc biệt, tức là chi bán hàng của bên phải lại là không có, nguyên nhân là vì chỉ có mỗi người mua thì cũng không phải xúc tiến bán hàng gì đúng không, đến gặp đàm phán trực tiếp ký hợp đồng rồi thôi. 81 tỷ khá khá đơn giản rồi, chi phí tiền lương lậu của toàn bộ hệ thống chỉ có 81 tỷ cả năm thôi, khá đơn giản đây đúng không? Giữa kỳ 23 36, trong đó chủ yếu 23 là từ chi phí nhân công đúng không? Rồi. Chi phí nhiên liệu thì vẫn là chiếm chủ đạo rồi. Trong cái tổng này thì còn như chi phí nhiên liệu, nhân công cũng 127 tỷ. Cái chữ lớn 238, còn lại cái khác thì cũng là không đáng kể. Rồi. Đây là có lãi thuần đúng không? Thuần sau khi lấy lãi gộp cộng trừ hết các khoản này thì sẽ ra lãi thuần, lợi nhuận thuần 163, khá 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 tốt đúng không? Như vậy là so với lãi gộp còn tăng lên cơ, đúng không? Rất tốt, ít có công ty nào như vậy. Điều khác đấy đúng không, do thanh lý âm mất 14 tỷ. À, khác là chủ yếu do thanh lý thôi,
4 tỷ ít, cuối cùng ra lợi nhuận trước thuế